Thầy chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với bài học mới nhé. Hôm nay thầy và các em tiếp tục chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Bài 4, chạy thay đổi hướng, tiết 1, 2. Mục tiêu bài học: biết và thực hiện được các động tác chạy thay đổi hướng, tích cực tự giác trong tập luyện. Vi định trong giờ học: mặc trang phục thể thao, mang giày thể thao, tập luyện nghiêm túc và cố gắng hoàn thành bài tập nhé. Thầy và các em cùng tập luyện thôi nào. Các bạn cùng khởi động với thầy. Tập gỗ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 xoay vai 1 2 3 4 5 6 7 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 xoay xỉu tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thở hơi xe hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xe gối rộng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xe gối hẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay con tay con chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, căng cơ tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, ngay tay quay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Hoạt động 2, hình thành kiến thức mới. 1. Chạy trên đường ngoằn ngoèo. Tư thế chuẩn bị: đứng chân trước chân sau, thân người hơi ngả về trước, hai tay buông tự nhiên. Từ vạch xuất phát, chạy thường giữa hai vạch giới hạn trên đường ngoằn ngoèo đến đích. Hai tay phối hợp tự nhiên, mắt nhìn theo hướng chạy. Các em xem hình và thực hiện cho đúng nhé. Hai, chạy đổi hướng trái. Từ vạch xuất phát, chạy thường đến các quật chuẩn thì chuyển hướng chạy sang trái và tiếp tục như vậy chạy cho đến khi quay lại vật chuẩn đầu tiên. Hai tay phối hợp tự nhiên, mắt nhìn theo hướng chạy, không chạm hoặc làm lệch vật chuẩn. Các em xem hình và thực luyện cho tốt nhé. Hoạt động 3, luyện tập.
Ở phần hoạt động này, các em xem hình và chuẩn bị những vật dụng tương ứng. Từ vạch xuất phát, các em chạy thường đến các bậc chuẩn thì chuyển hướng chạy sang trái, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chạy quay lại vạch chuẩn đầu tiên. Chúc các em thành công! Hoạt động 4. Vận dụng. Hình này, em cùng các bạn tham gia hội thi chạy để tăng cường sức khỏe. Khi các em đến trường học trực tiếp, thầy thì tổ chức cho các em tham gia hội thi này nhé. Còn bây giờ thì các em ở nhà cùng tập luyện với gia đình mình để tăng cường sức khỏe. Chúc các em thành công! Các bạn cùng thả lỏng với thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi, 1, 2, 3, 4, hít, thở. Sau khi các em thả lỏng xong, ở nhà các em cố gắng thực hiện động tác từ 2 đến 3 lần và tăng dần số lần tập luyện, khoảng thời gian 10 đến 15 phút các em nhé, vào các buổi sáng và buổi chiều hoặc thời gian phù hợp, tùy theo sức khỏe từng bạn mà thực hiện số lần tương ứng. Hãy tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để tăng cường sức khỏe các em nhé. Chúc các em thành công, hẹn em những video tiếp theo. Xin chào.